dây điện chằng chịt, quần áo phơi tràn lan. Những hình ảnh này có thể dễ dàng thấy được ở các khu chung cư cũ tại Đền Lừ, quận Hoàng Mai, được người dân cơi nới thêm mà người ta vẫn gọi là chuồng cọp. Những chuồng cọp này thường làm bằng vật liệu đơn giản, có khi chỉ là những tấm nhựa, mảnh tre hay những thanh sắt được hàn gắn lại với nhau, nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều tai họa. Thế nhưng, việc các hộ dân cơi nới đã tồn tại nhiều năm và thậm chí số lượng ngày càng tăng. Nếu mà mình cứ cố tình để thế này, không may mà kiểu gió bão ấy, thì cây cối nó đổ hoặc là nó bị chập điện đấy, thì không may nó vào nhà mình, nó cháy. Lúc giờ ban ngày thì không sao, ban đêm thì nguy hiểm đến tính mạng cả gia đình rồi của cải của nhà mình. Việc các hộ dân tự ý cơi nới thêm diện tích sử dụng, lấn chiếm khoảng không vô tình đã kéo nhà gần sát với đường dây điện, dây cáp viễn thông. Không ai có thể đảm bảo không có sự cố chập cháy nổ xảy ra. Và lúc đó sẽ rất khó khăn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy trong cứu hộ, cứu nạn, bố trí lối thoát hiểm cho người dân khi hỏa hoạn xảy ra. Thực tế trong công tác cứu chữa các vụ cháy, nhiều gia đình có những cái việc, có những cái lô gia như này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà cứu chữa đối với những người đang còn mắc kẹt ở bên trong. Công tác quản lý trật tự đô thị ở các phường phải nên chú ý đến những cái công tác đảm bảo về cái mỹ quan đô thị. Theo đánh giá, tình trạng cơi nới thêm các lồng sắt để gia tăng diện tích sử dụng không những gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn làm biến dạng kết cấu, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thực tế đã có những quy định xử phạt những hành vi lấn chiếm này. Hành vi vi phạm này thì đã được xử lý theo quy định tại nghị định 180. Hành vi xây dựng cải tạo không phép và trách nhiệm xử lý thuộc ban cấp xã theo quy định tại điều 10 và điều 17 của nghị định 180. Rõ ràng việc cơi nới chung cư tiềm ẩn rất nhiều bất cập. Do vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, xử lý những vi phạm, tránh xảy ra hiểm họa đáng tiếc.